Nước mát quá hả Huyên? Thuận, nước mưa mát lắm nè, Thuận rửa mặt nha. Ừ. Hồi nãy giờ Thuận cầu xin thần điều gì vậy? Bật mí cho Y nghe coi. Thuận tạ ơn thần đã cho Thuận gặp lại Uyên. Đó là điều mà trước đây Thuận đã cầu xin thần. Thần bình quế ở đây thiên lắm nghe. Mình đi Uyên. Uyên biết không, những lúc buồn hay căng thẳng trong công việc, Thuận thường tới đây. Con sông này nó gợi lại cho Thuận những kỷ niệm của tuổi thơ. Tuổi thơ mà Thuận đã từng gắn bó với con sông trước nhà. Hàng chi cái hồi đi học á, Thuận hay hát bài Trở về dòng sông tuổi thơ lắm. Nè, có biết hồi đó biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ Thuận vì cái bài hát đó không? Đâu có đâu. Sống cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mới thay. Nè, vậy là Thuận tự thú rồi đó. Có người ấy rồi phải không? Đâu có đâu. Chào Thuận hả? Đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Trời ơi, mệt quá rồi. Thôi đừng giỡn nữa, đừng giỡn nữa. Mệt quá, mệt quá rồi. Uy, Thuận muốn nói chuyện này. Xin lỗi Thuận. Uy nghe điện thoại đi. Em nghe. Anh nhớ em quá. Mình gặp nhau nghe em. Bây giờ em đang bận chút việc rồi. Hôm khác được không anh? Em đang đi với ai đúng không? Thôi, anh hiểu rồi. Em không yêu anh nữa. Em có người khác rồi phải không? Không, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ đi gặp một người bạn học cũ thôi mà. Em không cần phải giải thích nữa đâu. Anh lấy cái quyền gì mà ghen chứ? Anh chỉ biết yêu em và chờ đợi cơ hội để được sống bên em mãi mãi mà thôi. Anh nhớ em quá. Anh sẽ điên mất nếu mà anh không gặp được em. Thôi anh đừng buồn nữa. Để em đi đến chỗ anh bây giờ. Em chỉ yêu có một mình anh thôi. Thật không em? Vậy em đến với anh nghe. Anh sẽ chờ em. Lên phòng luôn em. Dạ em biết rồi. Anh yêu em nhiều lắm. Đi con. Con thích cái nào con? Alo. Chào em. Tối nay mình gặp nhau được không em? Đi khiêu vũ với anh nha. Tối nay không được rồi. Em bận rồi anh à. Vậy trưa mai anh mời em đi ăn được không? Trưa mai hả? Em sợ. Em đừng từ chối. Ngày nào mà không gặp được em, anh cảm thấy thật trống rỗng.
Anh rất vui khi mỗi ngày gặp được em. Em là người phụ nữ đầu tiên mà anh tìm thấy được sự đồng cảm từ rất nhiều lĩnh vực. Dạ. Vậy hẹn gặp anh trưa mai. Cảm ơn em. Vậy trưa mai em ghé qua nhà hàng luôn nha. Chào em. Dạ, tạm biệt anh. Bye. Dạ. Em nói chuyện với ai mà lâu quá vậy? Con đang chờ em kìa. Dạ, chỉ là một người bạn. Ba má ơi, lẹ lên. Con đang gọi kìa anh. Đi con. Đi nè. Ba má ơi, con thích cái này nè ba má. Đâu, cái này chỉ là móc khóa thôi. Nè, qua bên kia kìa, nhiều gấu bông lắm. Đây. Nè, con có thích con này không? Dạ, con thích. Ba nè, vậy con lấy đi. Chào. Chào. Làm gì mà nãy giờ trong đó vậy? Chắc có em nào trong đó chứ gì. Làm gì có em nào. Tôi đang gọi điện thoại thì ông tới. Vô đi. Nè, cái bản thiết kế tôi đặt hàng, ông đã làm xong chưa? Tôi bận quá nên chưa xong. Em mới hả? Ừ. Tôi chịu ông đó. Nè, lại là Lan nữa hả? Ừ. Lan hoài không chán hả? Mà tại sao tôi không thể nào hiểu nổi. Tại sao không phải là Hồng hay là Cúc gì đó đi. Ông biết rồi còn hỏi. Phải công nhận mỗi loài lan đều mang một vẻ đẹp. Đúng rồi. Mỗi loài nó có một phong sắc riêng. Nhưng đó cũng chỉ là loài hữu sắc vô hương. Những con người lòng dạ bạc như vôi. Ông vẫn không quên được chuyện cũ à? Vô vấn đề chính đi. Ok. Đây là bản hợp đồng. Ông đọc rồi ký giùm tôi một cái. Để tôi an tâm rằng ông đã nhận lời. Tôi tin một khi ông đã nhận lời thì ông đã giữ đúng lời hứa. Nhưng công việc thì cũng phải có nguyên tắc của nó. Với tôi thì sao cũng được. Thôi, tôi phải về đông làm việc đây. Hẹn gặp ông sau. Ủa, sao em đi chậm vậy? Em mệt quá, em đi không nổi. Đi, ráng lên em, sắp về phòng rồi. Em mệt quá, chân em đau lắm. Thôi, đến cổng em. Rồi, tới khách sạn rồi. Cho anh lấy chìa khóa phòng. Cảm ơn.
Rồi. Anh. Thôi em tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh sang đưa em đi ăn, để lấy lại sức sau một ngày đi chơi dài ha. Anh. Gì vậy em? Anh thấy em sao? Anh đã nói rồi, em ngọt ngào và thơm như một trái táo chín. Vậy tại sao? Anh đã có vợ rồi. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn làm em bị tổn thương. Em tình nguyện mà, em không sợ gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Anh Trình đâu rồi vậy Năm? Dạ, chú ấy đi khi cô bắt đầu ngủ. Rồi anh có nói đi đâu không? Không, chú ấy để quên điện thoại ở nhà. Tôi định mang ra, nhưng chú ấy đi mất rồi. Đâu điện thoại đâu, chị đưa tôi đi. Để bình bông. Xóa hết tin nhắn trong hộp thư đi. Xóa luôn báo cáo nữa. Đang giấu mình cái gì nè? Bực mình hết sức luôn vậy đó. Bực mình quá. Chị nhìn cái gì vậy? Lên kêu mẹ tôi xuống đây. Dạ. Mẹ thấy nó vẫn tốt với con mà. Con là vợ thì con biết chứ sao. Mà con nghi chuyện gì là có chuyện đó à. Mà mẹ biết không, đàn ông mà nó ra đường nó ngoại tình á, về nhà lúc nào nó cũng chiều vợ hết trơn hết á. Con bảo đảm á, là nó có con khác rồi đó. Chuyện đàn ông, khi vợ bầu bì sinh nở, đi ra đường mấy cái chuyện lăng nhăng á, ở đâu mà chẳng có. Quan trọng á là mình làm sao để họ phải quay về, không xa đà, rồi không có đòi bỏ vợ bỏ con. Không nghe lời mấy nhỏ đó là chuyện phải làm con à. Còn cứ để đó, lo cho con cái trước. Khi nào nó cứng cáp khỏe mạnh á, mình tính sao cũng không muộn. Không, con không có nhịn được. Con sẽ làm cho ra lẽ luôn. Con đập cho nhỏ đó một trận hả? Sau đó hả, con đuổi thằng chồng khốn nạn của con ra đường. Con không cho nó một xu. Con không cho nó một xu luôn, mẹ biết không? Nóng giận mất khôn con à. Kệ con. Mẹ thấy nhiều cô trai trẻ bây giờ, hễ có một chút chuyện là một mực đòi ly dị. Làm như vậy vừa thiệt mình, vừa thiệt con mình. Chỉ chúng nó là được lợi thôi. Chứ mẹ biểu con phải làm sao? Không việc gì con phải ầm ĩ hết á. Con cứ để mọi chuyện nó bình thường, vợ chồng cứ ngọt nhạt với nhau, rồi theo dõi coi nó có con nào hay không rồi tính. Nếu mà thiệt á hả, có chuyện như vậy con sẽ thẳng tay trừng trị luôn á. Đừng có mà lơ mơ với con. Mày làm như vậy là nói giáo cho giặc. Con làm dữ lên á, tụi nó được nước đi lại công khai với nhau. Con mất chồng, con của con mất cha, tài sản là bị chia đôi.
Nếu có ghen thì phải ghen như Quảng Thư con à. Con chỉ việc trừng trị con kia thôi. Vừa giữ được chồng, vừa được há giận. Mày nói đúng lắm. Con đâu có ngu để cho anh ta mang nửa cái tài sản này đi cho gái. Mà anh ta có làm được gì để có cái nhà này đâu. Đó là công sức của con, là tiền của ba mẹ cho con mà. Con nghĩ thông suốt như vậy là tốt. Trước mắt á, con cứ lo sức khỏe của mình và lo cho thằng Khánh Đăng đi. Mọi chuyện đã có mẹ với dì Năm lo hết rồi. Mẹ ơi, chắc con phải về bên nhà để canh chừng chồng con. Chứ con cứ ở bên đây hoài, để cho tụi nó đi lại tự do vậy sao được mẹ. Con ơi là con, sao mày tính dụng về vậy? Con cứ ở bên này cho mẹ chăm sóc. Nó mà đã ngoại tình rồi, con ở đâu mà nó chẳng ngoại tình được. Vậy chứ bây giờ mẹ tính sao? Trước hết á, thì phải coi coi nó có con nào không đã. Con đó là con nào, rồi sau đó mình mới tính phải làm gì. Thôi, con đi lên phòng với thằng bé, rồi kêu dì Năm xuống đây gặp mẹ. Ừ, con lên lầu đó nha. Ừ. À, có chuyện gì mẹ phải nói cho con biết đó nha. Mẹ không có được giấu con đâu đó. Được rồi, mẹ hứa. Mày đi ngủ đi, để còn có sữa cho thằng bé nữa. Dạ. Dạ thưa bà gọi con. Ừ. Chị đi ra ngoài kiếm cho tôi một người xe ôm. Dạ. Nhìn hơi lanh lợi một chút. Dạ. Cuối cùng em cũng có được anh. Anh biết không, em đã chờ đợi giây phút này đã biết bao lâu rồi. Nói thật với em, anh chưa từng có được phút giây nồng nàn với bất cứ người phụ nữ nào như em. Em đã cho anh hiểu thế nào là niềm đam mê vô hạn. Cái miệng của anh liệu có tin được không đó? Anh xin thề đó. Vậy tại sao hồi xưa anh lại xa lánh em? Tại vì anh quá ngu ngốc. Chính vì vậy mà anh đã phải trả giá cho những năm tháng sống tẻ nhạt của mình. Có phải anh muốn nói là vợ anh không tạo được niềm hưng phấn trong cuộc sống gia đình không? Ừ. Một cuộc sống khó khăn về kinh tế cũng khiến cho người ta mất đi cảm xúc thăng hoa. Anh đã cho em hiểu thêm một khía cạnh khác về sự giàu nghèo trong hôn nhân. Như những người giàu cũng thường xuyên rơi vào khủng hoảng và cô đơn nữa đó anh. Với anh, hạnh phúc luôn tỷ lệ thuận với tiền bạc và vật chất. Nếu như có thể đổi tất cả những gì xung quanh để có được anh thì em sẽ làm ngay. Em quả là người rất thích nói đùa. Anh lấy giùm em. Alo, chị nghe nè. Em đã đặt tiệc ở resort sang nhất để tiếp khách rồi chị. Em làm tốt lắm. Nhớ chuẩn bị khoản lót tay nha. Đổi sang tiền đô cho nó gọn ha. Dạ, em biết rồi ạ. Cứ vậy đi em nha. Bây giờ chị phải đi làm tóc. Chị làm xa lắm. Làm xong rồi chị tới ha.
Dạ vâng, em biết chị làm đồng ở đâu rồi. Còn nhỏ này, em bận đi tiệc hả? Anh về phòng nha. Anh đi đâu vậy? Anh không được đi về đâu đó. Em không cho anh rời bỏ em đâu. Lại đây với em. Gì vậy em? Tối nay anh phải đi với em đó nha. Em đi dự tiệc sang trọng như vậy, anh đi đâu có tiện. Tại sao? Với em, anh quan trọng hơn bất kỳ ông giám đốc nào mà em phải gặp tối nay. Không phải là anh không muốn đi với em, anh chỉ sợ là mất mặt em thôi. Nói thiệt với em, anh chưa có chuẩn bị gì hết, làm gì có đồ đạc mà đi. Còn vậy mà anh cũng lấn cấn nữa. Chuyện nhỏ thôi mà. Anh đi với em, lát nữa em đưa anh vào mấy cửa tiệm sang trọng trên phố. Ở đó sẽ có đủ đồ để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà anh... Anh à, anh đừng bận tâm về chuyện tiền bạc. Xem như là anh mặc gì em vậy nha. Nha anh. Nhưng mà đi về có tiện không? Sao lại không? Em với anh bây giờ đã là một rồi mà. Nha, về anh ha. Ok. Anh sẽ về em. Dạ. Em ơi, nhanh lên, trễ lắm rồi. Trời ơi, anh mà về trễ, thế nào con vợ anh nó cũng lồng lộn lên à. Lần sau muốn đến với em cũng khó nữa. Đó, hôm nay anh phải để điện thoại ở nhà nè, để nó không gọi anh về được. Nè, sữa của con anh á, anh cũng mua rồi. Em thấy anh sắp xếp chu đáo không? Bây giờ thằng con của anh á, nó háo ăn lắm. Nó đói mà không cho nó ăn là nó gào lên liền à. Mẹ nó không đủ sữa nên anh phải mua cái loại sữa tốt nhất cho nó ăn nè. Mà công nhận nha, sữa cho con nít bây giờ mắc thiệt, hơn 500 ngàn một hộp. Cưng ơi. Ba ơi, kêu ba đi con. Ba thức dậy rồi. Thức dậy rồi. Dễ thương quá. Em xong chưa? Dạ thưa bà, sao ôm đây ạ? Dạ chào bà. Mời ông ngồi. Dạ. Bộ ngoài kia không có ai khác hả? Dạ, chỉ có một mình ông ấy đứng chờ khách thôi à. Thôi được rồi, đi vô bếp đi. Dạ. Thưa bây giờ bà cần đi đâu tôi chở? Tôi chạy xe chậm và cẩn thận lắm, bà an tâm. Tôi cần người lanh lẹ, chạy xe nhanh để theo dõi người. Ông có làm được không? Trời, chuyện gì chứ chuyện đó tôi làm rồi. Hồi đó tôi chuyên môn theo dõi con vợ của tôi. Hồi đó ông nhiêu tuổi, rồi vợ ông bao nhiêu tuổi? Lúc đó tôi 30, còn vợ tôi 25. Rồi ông có tìm được chứng cứ gì không? Tôi thật với bà, tôi thì chẳng bắt được gì. Nhưng mạng vợ tôi vẫn bỏ tôi. Nó nói rằng tôi nghi ngờ ghen tuông là xúc phạm nó. Thôi, có lẽ ông không phù hợp với công việc của tôi. Cảm ơn ông. Chào bà. Ừ. Khoan đã, để anh ra trước, một lát anh ra sau nghe. Nhớ nghe em. Em mệt không? Anh dẫn em đi ăn nha. Anh này kỳ ghê á. Đã biết vậy rồi còn hỏi.
Em, con mình ngủ ngoan quá hả? Anh đi đâu giờ này mới về vậy? Nói nhỏ nhỏ thôi, con nó thức bây giờ. Tôi hỏi anh đi đâu giờ này mới về? Anh đi với con nào? Anh đi mua sữa cho con này chứ đi đâu. Cái loại sữa này á, tìm mấy cửa hàng mới có. Rồi sau đó anh có ghé qua quán cà phê, anh uống ly cà phê. Từ sáng giờ á, uống mới có ly cà phê à. Anh không có làm gì á để cho em buồn đâu. Tin anh nha. Tôi không có tin đâu. Tôi mà tìm được chứng cứ là anh chết với tôi nha. Mà muốn có chứng cứ cũng chẳng có khó gì đâu. Tôi chỉ cần thuê người theo dõi anh là được liền chứ gì. Tôi đâu có lạ gì cái thói trăng qua đó của anh. Em này cứ nghi ngờ anh không à. Làm gì có ai đâu mà chứng với cứ. Bà xã, thôi mà. Bây giờ anh phải về bên đó anh coi nhà, chứ không ăn trộm nó vô nó khiêng hết đồ á. Nha. Anh Trình. Sao em? Mai tôi về bển ở đó. Em về bển đó làm cái gì? Ở đây có mẹ chăm sóc cho con và em. Dì Năm sẽ sang nhà chăm sóc cho tôi. Chứ tôi hả, để anh tự do kiểu này á, có ngày chắc tôi phải ôm hận quá. Trời ơi, em cứ hay nghĩ lung tung quá vậy. Thật là quan cho anh quá à. Anh đã có em với con là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh á, không bao giờ bỏ vợ và con đâu. Tin anh đi nha. Anh mà dám bỏ tôi hả? Thôi được rồi, tôi tạm tin anh đó. Nhưng mà tôi nói trước rồi nha, nếu mà anh cứ đi sớm về trễ như vậy, anh đừng có trách tôi đó. Anh biết rồi, anh đâu có ngu mà bỏ vợ bỏ con đâu. Thôi được rồi nha, anh đi về nha. Anh Trình. Điện thoại của anh nè. Hồi trưa đi mà không chịu mang theo. Có ai gọi cho anh không? Cũng may cho anh đó, là không ai gọi hết á. Thôi anh về nha. Thuận. Hả? Đang làm gì vậy? Thuận. Thuận đến khắc tên chúng mình lên cây để kỷ niệm những ngày mình đã học ở đây. Trời ơi, không được đâu. Như vậy là hủy hoại môi trường đó, Thuận biết không? Uyên nói phải lắm. Vậy Thuận khắc tên Uyên trong tim Thuận nghe. Thôi, kỳ quá à, không chơi với Thuận nữa đâu. Uyên. Ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng, ăn một cây muốn nhớ người đào ao, ăn một quả đào nhớ người phương Bắc, ăn một con ốc nhớ người đi mò, xoan đò nhớ người chèo trống, nằm võng nhớ người mắc dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Má ơi. Cái gì đó con? Mai mốt mua chuyển nhà mình có đem theo mấy cây cảnh này không? Có chứ con. Vậy còn cái cây này thì sao? Cây si này hả? Cây si này không có mang được. Vậy sao má chăm sóc nó kỹ vậy? Cũng giống như bài đồng dao con mới đọc vừa rồi đó, nên má không tiếc công để mà chăm sóc. Má nghĩ rằng tất cả những người mà sau này có dọn tới đây, họ thấy cây si này xanh tốt, họ sẽ nhớ tới công chăm sóc của má con mình đó. À, con hiểu rồi, vậy con phụ má nha. Thôi, má cảm ơn. Đọc cho má nghe nữa là được rồi. Dạ, ấm và chảo, ấm quen reo o o, nước sôi rồi đấy à, chảo quen kêu xèo xèo, mở mở ơi nóng quá, ấm reo vui đã đành, chảo dù kêu vẫn thích, cả hai buồn bao nhiêu, xa lửa nằm. Cho tôi phần này, đổi cho dạ. Tôi phần khoai lớn. Ờ, cho tôi phần này. Dạ. Phần nước nữa nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nè, ngồi đây đi con.
Tí nữa nha con, người ta sắp mang ra rồi. Má ơi, con muốn nước. Đợi má tí nha, má đi lấy. Mình là gì của anh ấy? Mình có chỗ đứng nào trong trái tim của anh ấy hay không? Hay mình chỉ là một thứ gái gọi không mất tiền của anh ấy? Mình là người anh ấy yêu thương? Hay chỉ là... Không, anh ấy yêu mình mà. Anh ấy yêu mình. Để anh ra trước, một lát anh ra sau nghe. Anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy. Tại sao mình lại phải lẩn trốn? Tại sao mình lại phải giấu giếm tình yêu của đời mình? Mình đúng là một kẻ trộm. Phải rồi, mình là kẻ trộm. Mày đang đánh cắp cha của đứa bé, chồng của người đàn bà ấy. Mình sai rồi. Mình sai rồi. Mình phải dừng lại thôi. Không được gặp anh nữa. Không được gặp anh ấy nữa. Phải dừng lại. Phải dừng lại. Mình phải xa ảnh sao? Mình phải xa ảnh sao? Làm sao mà mình sống nổi khi không có anh? Nếu phải rời xa anh, mình sẽ chết mất. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Dạ chào anh chị. Em ơi, cho lấy chìa khóa phòng. Dạ. Mời em. Dạ em gửi anh. Cảm ơn nha. Ai gọi cho anh vậy? Ở nhà gọi. Để sáng mai anh gọi lại. Dù Linh hả? Ừ. Anh cướp máy như vậy có sao không? Chẳng sao cả. Mà có sao anh cũng chẳng quan tâm. Sáng mai gọi lại nói mấy câu ngọt ngào là xong à. Thôi mình vào phòng nghe. Ừ. Mm-hmm.
anh. Em ngủ trước đi, anh còn phải làm một chút việc cho xong. Ngày mai anh còn phải họp với bên công ty đối tác nữa. Anh buồn em hay sao mà mặt mũi khó đăm đăm vậy? À, có gì đâu em. Anh làm sao dám giận người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang như em? Có đi dự tiệc với em, anh mới nhận ra anh là người đàn ông may mắn. Anh lúc nào cũng ngọt xớt như vậy, chắc là Dư Linh thương anh lắm ha. Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Tại sao vậy? Nhắc đến cô ta, anh không còn tâm trạng nào để vui hết. Buồn lắm em à. Đúng là cuộc đời chẳng có cái dạy nào giống cái dạy nào hết. Nếu mà ngày xưa anh biết cô ta như vậy thì... Vậy mà hồi xưa, vì cô ta mà anh biến em thành nhân vật phụ. Bây giờ anh đã sáng mắt ra chưa cưng? Đến giờ em vẫn còn hận đó. Thôi mà em, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Kịch bản đâu có sự thay đổi rồi. Em sẽ là nhân vật chính trong chuyện phim này được chưa? Anh định mặc nguyên bộ đồ này lên giường sao? Tại sao lại không nghe máy của mình vậy? Chắc đang ngồi với ai đó. Chắc không phải vậy đâu. Anh ấy không làm điều gì tồi tệ với mình và Tuấn Hùng đâu. Chắc lại nhậu nhẹt với ai, không muốn nghe mình càm ràm đây mà. Mỗi lần nhậu là mỗi lần cướp máy. Lần này về mình bắt phải luôn luôn mở máy để mình kiểm tra mới được. Em yêu. Gì vậy anh? Bây giờ anh về phòng thay đồ, lát nữa gặp em ở dưới sảnh nghe. Ừ.